Hòa Trí và Kiều Khanh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tour Đà Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đà Lạt với những trải nghiệm vô cùng đặc biệt và thú vị tại công viên Lâm Viên. Chúng tôi đã quay trở lại cùng với Tour Đà Việt Nam rồi đây. Và bây giờ đã đến lúc mình bật mí cho quý vị khán giả biết hành trình cũng như là những trải nghiệm mà chúng ta sẽ có ở Đà Lạt hôm nay đi Trí. Tất nhiên rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ hòa mình vào một chuyến du lịch mạo hiểm. Nghe nhìn thấy là căng thẳng, mạo hiểm dữ dội rồi đó, bất ngờ xíu được không? Thật ra mạo hiểm nhưng mà thú vị và càng vui hơn nữa, bởi vì chúng ta sẽ có những người bạn đồng hành, không chỉ có Trí, không chỉ có Khanh, không chỉ có quý vị khán giả, mà ngày hôm nay chúng ta còn có những người bạn nước ngoài. Và bây giờ thì cùng hãy cùng di chuyển đến địa điểm đầu tiên ở Đà Lạt xem rằng họ đang làm gì ở đó. Vốn chỉ ưa tốc độ nhanh, băng qua những con đường mòn nhỏ trong rừng, cảm giác sẽ như thế nào? Chúng tôi theo chân những tay chơi xe mô tô địa hình, vượt qua những con đường nhỏ, thậm chí vẫn còn những vũng bùn lầy trơn trượt sau cơn mưa. Nhưng cái thú của việc dùng xe mô tô địa hình vượt qua những con đường mòn như thế này là bạn sẽ có những cảm xúc như được hòa vào thiên nhiên hoang dã và thậm chí sẽ ngạc nhiên bởi những gì mình vừa đi qua hay mình vừa nhìn thấy. Because small roads, you don't know what's there. It's exploring kind of new areas, and sometimes we'll go where there aren't any roads at all. Những con đường mòn chính là những con đường tắt để đưa bạn có thể lên được những nơi cao nhất, kỳ vĩ nhất và hoang sơ nhất mà ít người quan tâm hoặc biết tới. Và những con đường này cũng không khiến bạn mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu và khám phá về Đà Lạt. Do you know what one name up up valley? I don't know that valley there. I know that over there is just Ta Nung Valley, but it's a beautiful ride. It's a really beautiful ride. Con đường mòn hôm nay dẫn lối cho bạn để lên đến đỉnh một ngọn đồi cao, nơi chúng ta có thể ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp của thành phố Đà Lạt, của bản làng, của núi rừng, thậm chí là những con thác. Và thật thích thú để dành thời gian ngắm nhìn và tận hưởng bầu không khí trong lành từ điểm nhìn này. Wow, đúng là nhìn đó, cảm giác thấy thú vị thật đó Trí, nhưng mà cũng hơi sợ đúng không? Rất là khó để có thể là điều khiển được xe địa hình nè. Chưa kể đường ở Đà Lạt thì Trí biết rồi đó, nhiều cái tuyến đường nó nhỏ xíu xíu à, mà dốc núi là treo leo hiểm trở nó chứ, giờ những hôm nào mà trời mưa trơn trượt thì sao ta, sợ lắm. Nhưng mà sau đó Khanh được leo lên một vị trí cao ha, được nhìn ngắm toàn cảnh Đà Lạt hay là những cái buôn làng xung quanh đó nữa thì cảm thấy thích không? Thì tất nhiên là thích rồi, bởi vậy mới phải vượt qua nỗi sợ hãi để có được cái cảm giác cuối cùng như vậy đó. Nhưng mà thôi chúng ta bỏ qua vấn đề đó đi. Ngay bây giờ thì Trí sẽ mời Khanh cùng với quý vị khán giả hãy theo chân Hoàng Trí, chúng ta cùng đến với thác Hang Cọp. Nằm cách thành phố Đà Lạt chừng 15 km, thác Hang Con Cọp còn giữ được vẻ hoang sơ và đậm chất cao nguyên Lâm Viên. Mặc dù không nổi bật về chiều rộng và dòng nước không lớn, nhưng thác Hang Con Cọp vẫn trở nên nổi tiếng bởi là điểm gặp gỡ của những ai yêu thích những hoạt động của du lịch mạo hiểm. Và đây chính là thử thách mà những du khách sẽ phải vượt qua. Họ sẽ áp dụng kỹ năng mà họ được huấn luyện và bản năng của mình để leo xuống dưới con thác, không hề dễ dàng chút nào. Bạn phải biết tiết chế sự sợ hãi của chính mình, và khó khăn hơn cả là làm sao để leo xuống dòng thác khi mắt bạn không thể nhìn rõ điểm tựa nào nằm dưới chân mình. First time I'm scared of heights really when I get to Vietnam, and it took one or two or three times I did it for me to overcome that fear.
Sự mạo hiểm không phải là để chinh phục con thác đang chảy kia, mà là chinh phục chính bản thân mình, xua tan sự sợ hãi đang ẩn náu trong mỗi chúng ta. Ngoài hoạt động leo thác, tôi còn dẫn các du khách nước ngoài đến với thử thách leo vách đá. Hơi sợ quá Trí ơi, cô bạn của mình trượt ngã rồi giờ sao giờ? Thấy cũng lo lắng vô cùng luôn, không biết là như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp đi. Khi họ tham gia các thử thách, du khách không chỉ làm điều đó một mình mà còn có sự hỗ trợ từ những người hướng dẫn Việt Nam, từ những người bạn đồng hành đi cùng. Các hoạt động như thế này luôn tạo ra sự kết nối và giúp đỡ lẫn nhau. Đó chính là điều thú vị đối với du khách khi đến với Đà Lạt. Tại khu vực thác Hàng Con Cọp, du khách có thể tham gia nhiều hơn các hoạt động của tour du lịch mạo hiểm khác. Họ thích cảm giác vừa tham gia mạo hiểm, vừa trekking đi bộ qua rừng, cũng như vượt qua các mỏm đá lớn nhỏ trên đường. Hay nhảy xuống con thác lớn hơn, dòng thác chảy mạnh hơn, hoặc tiếp tục chinh phục vách đá cao hơn. Well, I feel too scared, but then it's really good. Oh yes. Well, yes, more or less, I did it in Spain, but yes, here, Soul Beach is the first time. Cảm giác rất là vui ạ, rất là thích. Đây là lần thứ mấy anh tham gia trò này? Đây là lần đầu tiên ạ. Đúng ạ. Thế anh cảm thấy chị nghĩ thế nào? Đó, rất là hấp dẫn. Đó, mới ạ. Phải mất khoảng 5 tiếng để có thể hoàn thành tất cả các trải nghiệm tại thác Hàng Con Cọp. Và sự sợ hãi dường như đã được xua tan, chỉ còn lại niềm vui, sự hứng khởi đang hiển hiện trên khuôn mặt của các du khách. Chuyến tham quan với xe mô tô địa hình một cách thuận lợi, bạn có thể tìm đến các câu lạc bộ xe ở Đà Lạt để có thể được sự hỗ trợ và tư vấn từ những tay chơi chuyên nghiệp, ví dụ như câu lạc bộ xe phân khối lớn Đà Lạt hay Đà Lạt Offroad Motorcycling. Còn nếu thích tham gia vượt thác, bạn nên tìm đến những công ty du lịch đã được cấp phép cho hoạt động du lịch mạo hiểm. Họ sẽ mua bảo hiểm cho các bạn khi tham gia các trò mạo hiểm ở Đà Lạt. Bên cạnh đó là cung cấp cho các bạn những đồ bảo hộ cần thiết cùng với việc tập luyện các kỹ năng trước khi tham gia thử thách của mình. Hãy tận hưởng chuyến du lịch mạo hiểm của bạn một cách an toàn nhé! Những thông tin mách nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình Tour Đời Việt Nam ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! We'll be right back.